tất cả các bạn nha. Rồi thầy xin chào tất cả các bạn. Thầy cảm ơn bạn Huyền Trân và thầy, và thầy chào rất 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 nhiều ở các bạn nha. Rồi thầy chào Minh Hiếu ha. Thầy chào Bảo Định nha. Rồi thầy xin chào tất cả các bạn luôn. Rồi xin chào tất cả các bạn đã ủng hộ thầy ha. thầy nói rằng như thầy đã nói lúc nói các bạn là chưa khi nào thầy được 100 bạn xem cùng một lúc nhưng mà việc đó thì không sao. Bởi vì thầy like vì đam mê các bạn. Rồi đam mê truyền đạt kiến thức cho tất cả các bạn ha. Rồi, đam mê các bạn. Thì các bạn cứ uh, tin tưởng vào thầy. Thì ở trên kênh Youtube của thầy là có đủ tài liệu cho các bạn tỏa sáng các bạn nha. Dù cho thầy like nó không có đều. Tuy nhiên, bạn có cơ sở, có nền tảng. Uh, mọi thứ được thầy xây dựng cho các bạn ha. Thì đó, bạn nào quan tâm nè. Đây, Desk B1 nè. Đây, uh, B2 thầy cũng đã hướng dẫn trên uh, kênh Youtube các bạn. Và C1, C2 thầy đã làm được 50% rồi. Và 50% mà nữa thầy từ từ thầy sẽ làm luôn. Năm nay thầy con nhỏ nên là bận biểu, năm trước thầy làm rầm rầm. Lại 4 giờ 30 sáng các bạn, hết cuốn B2. Rồi đó. Thì bạn thấy rằng bạn có rất nhiều thứ để tỏa sáng ha. Ở trên kênh của thầy chỉ cần bạn là chăm chỉ bạn học tập, bạn làm việc nè. Còn đây chính là tuyển tập đề thi. Thầy có 5 tuyển tập à, tương đương với 100 đề thi chuyên Anh à, mới nhất luôn các bạn. À, tuy nhiên thầy mới giải mới 80 đề trên kênh YouTube thôi, còn 20 đề thi mới thì vào tháng 5 à, trước một tháng khi các bạn thi chuyên Anh á, thầy sẽ giải rầm rầm. ở đây các bạn, à, tuyển tập đề thi học sinh giỏi quốc gia 20 năm, đề thi à, khối 10 11 trại Hè Hồng Vương ở trên bay chứ nha. Còn đây chính là tuyển tập đề thi học sinh giỏi quốc gia 20 năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo nè. Một mớ luôn à, để cho các bạn có thể tỏa sáng. Rồi, quá trời tài liệu xịn sò tài liệu được thầy làm lại được thầy được đầu tư rất là ổn các bạn ha dù cho thầy không có like thường xuyên uh, đi chăng nữa do thầy có con nhỏ uh, nên uh, các bạn vẫn có thể học ở đây rất là nhiều thứ và sau này thầy sẽ làm uh, thêm được các bạn là vĩnh bá nè à, uh, great writing nè à, uh, cái phần viết các bạn năm cái phần viết thầy đang chuẩn bị tài liệu thầy sẽ hướng dẫn Crate uh, trên đây uh, cho tất cả các bạn nhưng dĩ nhiên thầy sẽ cần cái thời gian nha dĩ nhiên thầy sẽ cần thời gian nhưng mà trong quá trình đó như thầy nói các bạn bạn học dưới đây bạn cũng chết lên chết xuống rồi giả sử cho bạn học dash c 1 c 2 này nè bạn cũng chết lên chết xuống chết xuống luôn nha ý thầy nói rằng bạn học cái cuốn này cũng cả năm trời rồi bạn nào xuyên học b 2 nữa thầy nói các bạn rằng bạn học nhanh như chăng nữa cũng 6 tháng b 1 bạn học 3 tháng 6 tháng 1 năm chưa kể cái này cái này cái này cái này cái này, này. mới trên trời cho các bạn luôn tóm lại các bạn cứ từ từ thầy sẽ còn nhiều cái hay cho tất cả các bạn nha tí nữa thầy sẽ hướng dẫn các bạn tại sao bởi vì một số bạn biết rồi nhưng một số bạn cứ hỏi thầy liên tục nha vì vậy rằng thỉnh thoảng thầy sẽ hướng dẫn các bạn tải bởi vì một số bạn thắc mắc rằng ôi tại sao thầy cứ hướng dẫn hoài 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 hoài, hoài, hoài thế bởi vì thật sự mà nói các bạn ngày nào các bạn cũng có bạn hỏi thầy rồi à, chút xíu đó thầy sẽ hướng dẫn các bạn tải nha rồi thầy cảm ơn tất cả các bạn nha rồi cảm ơn tất cả các bạn 95 người rồi à, hy vọng sẽ được 100 người sẽ được 100 người có nghĩa là một cái kỷ luật lần đầu tiên trong trong cuộc đời À. À, thầy xin chào tất cả các bạn nha Rồi, thầy xin chào tất cả các bạn ha Rồi, không sao các bạn Rồi, không sao các bạn Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm bài nha Rồi, thầy chào Phạm học nha Như thầy mới nói các bạn rồi đó Đủ mọi thứ cho các bạn tỏa sáng Nếu bạn xuyên học à, Nếu bạn xuyên học Và sau này thầy sẽ có nhiều thứ Thầy sẽ bổ sung thêm vĩnh bá IELTS Vocabulary Và Great Reading Rồi, cái năm cái giáo trình mà viết Cực kỳ hay đó các bạn Thầy sẽ hướng dẫn trên đây rồi bạn có thể tỏa sáng cùng với thầy rồi dù cho thầy không like thường xuyên nha bây giờ chúng ta sẽ trở lại vấn đề chính nha thầy chào tất cả các bạn nha chào thu hiền chào khánh linh chào trần nhi chào tất cả các bạn nha thì đây là một cái là một ngàn vật form thi chuyên anh học sinh giỏi mà thầy đã hướng dẫn với các bạn rất là lâu trên youtube rồi ở có khoảng mười mấy buổi rồi đó các bạn thì ở đó thì như thầy đã nói các bạn là 100 câu đầu tiên đây chính là từ đề thi ở Tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo uh, uh, qua mấy năm thì bạn thấy rằng nó nhẹ nhàng nha uh, Sau đó thì những cái câu nó khó khó lên và sau đó thì nó uh, siêu khó luôn là những câu của đề thi Olympic 30 tháng 4 các bạn Và chúng ta cũng đang làm cái phần Olympic 30 tháng 4 nên người ta cực kỳ đánh đố chúng ta các bạn, cực kỳ đánh đố luôn Rồi À, chúng ta đã làm tới câu 660 rồi các bạn nha Rồi, 660 à, Các bạn chờ thầy chút xíu nè Đó, những câu này chúng ta đã hoàn thành rồi Bạn nào làm xuyên tải về, à, làm, à, chăm chỉ đi à, Như thầy có nói các bạn là work form y như sổ số, số các bạn Y như sổ số, số Bạn nào làm nhiều, thì bạn vô phòng thi Thì khả năng trúng số bạn càng cao Rồi, chứ không có suy luận được đâu nha À, nếu thi trường thường bạn còn có thể suy luận được nha Rồi nation, national, culture, cultural ví dụ như vậy Còn thi chuyên Anh học sinh giỏi thì hầu như Theo thầy là hầu như bạn không suy luận được Cực cực kỳ khó để suy luận ra cái từ đó Vì vậy thầy nói các bạn rằng là giống như bạn sổ số các bạn Rồi giống như bạn sổ số Thì bây giờ chúng ta đang làm ở những cái câu của đề thi 30 tháng 4 các bạn nè Là một hình thức mà số số bạn nào đã làm rồi, đã chuẩn bị biết rồi thì các bạn sẽ làm được Và những bạn nào mà chưa làm rồi thì sẽ không có suy luận được đâu nha Thầy nhắc lại là không có suy luận được đâu à, Nếu bạn nào đó quá à, thông minh, quá excellent có thể suy luận được thì thầy à, xin lỗi Nhưng thầy thấy rằng cực kỳ khó luôn Thì bây giờ à, chúng ta sẽ làm từ câu 6 trong 6 các bạn nha à, Chúng ta sẽ làm 5 câu à, Sau đó thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn à 1000 câu này nè, đây chính là 1000 câu viết câu không đổi nghĩa dành cho các bạn học sinh lớp à, học sinh giỏi lớp 6 lớp 7 à, lớp 8 trình độ ở mức độ là B2- trừ nha. Phải nói B2- trừ các bạn. Nói B2 thì cũng được. À, B2 so với Cambridge thì khác còn B2 so với cái việc mà thi chuyên anh học sinh giỏi thì nó lại khác đấy các bạn. À, bởi vì bạn thấy bạn thấy rằng lớp 6 nhiều khi thi cái đề nó rất là kinh khủng luôn. Rồi, thầy bye bye tất cả các bạn nha. Rồi thầy xin à, Thầy thầy bye một số bạn nha. Rồi một số bạn có, có việc bận nha. Ờ bây giờ thầy sẽ làm tiếp tục đây. Rồi. Làm 50 câu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm các bạn nha. Vui lòng đảm bảo rằng uh, cái quần áo thể thao của con các bạn thì rõ ràng được đánh dấu rồi bằng mực gì đó các bạn nha. Rồi đó. Thì bạn biết rằng cái chữ chúng ta cần điền là không thể nào tẩy rửa được, không thể nào xóa được nhưng uh, vấn đề là chúng ta phải biết được cái chữ đó nha. Hoặc là bạn có thể tra từ điển thì từ từ nó cũng ra các bạn nha. Rồi bạn nào mà sử dụng chữ này, thầy uh, xin chúc mừng các bạn nha. Tí nữa thầy sẽ sẽ hướng dẫn các bạn tải nha. Rồi thầy chúc chúc mừng bạn Đoàn Bảo Lâm, uh, chỉnh lại cho thầy chút xíu cho Bảo Lâm nha. Rồi bạn nào viết chữ này thầy xin chúc mừng nha. Thầy thấy rằng bạn Phạm Mắt và bạn Phương Linh và nhiều bạn thì nhầm nhầm chút xíu các bạn nha. Rồi để thầy xem, để thầy xem uh, cho thầy xem thầy có nhà nhầm hay không các bạn nha. Rồi, bởi vì uh, thầy thấy có nhiều bạn quá mà thầy sẽ uh, nhiều khi thầy sợ thầy bị nhầm. Rồi thầy không có nhầm. Đây, chính là in nè. Uh, are label mark đó là không thể nào xóa được rồi chúng ta sẽ qua câu 6 từ 62 các bạn nha một số bạn hỏi thầy cách tải thì chờ thầy 20 câu thầy sẽ hướng dẫn cách tải nha thì ID cost, uh, ID card stands for các bạn nè là thay thế cho hoặc là viết tắt cho đó các bạn rồi vậy thì các bạn sẽ sử dụng cái chữ gì ở đây các bạn nha rồi bạn nào làm xuyên tra từ điển thì sẽ làm được cái chữ này thì đây chính là identity identity các bạn nha rồi đây chính là ident uh, identity các bạn nha thì chữ này các bạn sẽ giữ nguyên như thầy nha rồi bạn nào làm xuyên tra cái từ id thì bạn sẽ thấy rằng ở trong đây người ta sẽ ghi cho các bạn á rồi người ta sẽ ghi cho các bạn á là identity card uh, các bạn nha đây identity nè uh, đây người ta ghi cho các bạn nha rồi identity card đó là thẻ uh, nhận diện hoặc là giấy chứng minh nhân dân vân vân nha. xong các bạn rồi chúng ta sẽ qua Câu tiếp theo. chúc mừng bạn nào identity nha. rồi một số bạn có đúng, một số bạn nhầm rồi chúc mừng Ngọc và bạn Bảo Định và vân vân nha. thì à, cái ký ức được chôn sâu, à, được chôn sâu thẳm nè, à, bên trong cái gì đó của tôi thì chắc chắn rằng đây sẽ là một cái danh từ các bạn. mà rất là ít bạn sẽ biết được cái chữ này là danh từ. bởi vì bạn cứ nghĩ nó là tính từ. đây À, bạn sẽ viết cái chữ này cho thầy nha. Rồi, bạn nào viết như thế này, thầy xin chúc mừng nha. Rồi, bạn nào viết như thế này, thầy xin chúc mừng. Thì cái chữ này các bạn, nó vừa tính từ mà nó cũng là danh từ. Và nó mang ý nghĩa là ở trong cái tiềm thức các bạn nha. Rồi, trong tiềm thức, bạn nào subconscious, thầy xin chúc mừng nha. Rồi, ở đây nó chính là tính từ hoặc danh từ đó. Thầy chúc mừng bạn nào mà mà biết chữ này nha. Rồi một số bạn đúng một số bạn nhầm đó. Rồi tiếp theo các bạn. 664. Thì tax gì đó nè là tội phạm cố ý không trả thuế cái mà bạn nên trả thì chúng ta biết rằng cái tội gian lận thuế các bạn nha. Thì gian lận thuế là cái gì? Chúng ta có cái từ tax evasion các bạn. Rồi tax evasion nè, evasion uh, chính là cái cái tội phạm uh, gian lận thuế. Bạn nào viết như thế này thầy xin chúc mừng nha. Rồi chúc mừng rất nhiều bạn luôn bạn Bảo Lâm, bạn rất nhiều bạn luôn nha. Rồi bạn uh, uh, rất nhiều bạn luôn, Phương Thảo vân vân nha. Rồi Trần Linh vân vân nha. Rồi, chúng ta sẽ qua câu 665 các bạn nha. Thì nó thì khó để mà tìm kiếm những nhân viên với cái mức độ cao của cái gì đó các bạn nha, cái mà được yêu cầu cho cái công việc này. Thì chỗ này các bạn hiểu hiểu thầy là sẽ có được là cái wish các bạn nha. Rồi, wish y e nè thì chỗ này chắc chắn rằng các bạn cần cho thầy một cái danh từ. Các bạn có cái từ là expert, nó là danh từ. Là uh, danh từ chỉ người hoặc chỉ vật. Rồi, là chuyên gia hoặc là sự rồi, uh, chuyên gia hoặc là chuyên môn. Thì ở đây các bạn chọn cho thầy một cái danh từ nó mang ý nghĩa là kiến thức chuyên môn các bạn nha. Rồi, đây chính là expertise nè. Bạn nào expertise uh, thầy xin chúc mừng nha. Bạn nào expertise thầy xin chúc mừng rất nhiều bạn expertise luôn nha. Rồi thầy sẽ qua câu sáu trăm các bạn. Thì một cái người anh gì đó các bạn là một cái người đàn ông, cái người mà hứa để đối xử với nhau à, với những người đàn ông khác như là người anh em của mình. Thông thường trong một cái à, một cái lễ cái mà máu của họ trộn lẫn với nhau để mà uống. Các bạn hay xem phim, đặc biệt là phim Trung Quốc các bạn ha. Rồi đặc biệt là phim Trung Quốc chúng ta gọi là uống máu kết nghĩa anh em hội bàn đào rồi đó các bạn. Bạn nào tra từ điển thì bạn sẽ thấy rằng chúng ta sẽ có cái từ là blood brother các bạn nha. Rồi đây chính là anh em kết nghĩa uống máu ăn thờ ăn thề nha. Thầy chúc mừng bạn Ngọc và vân vân nha. Và bạn nào blood nha, bạn Nguyễn Hằng và vân vân nha. Rồi và vân vân luôn. Thầy sẽ qua phần tiếp theo nha. Rồi thầy sẽ qua phần tiếp theo các bạn. Rồi học học thuộc đấy các bạn. Đây câu 667 các bạn. Thì du lịch là gì đó của cái thành phố này. Rồi chúng ta biết được du lịch là kế sinh nhai hoặc là sinh kế các bạn hoặc là cái nghề nghiệp mà mang lại chủ yếu thu nhập cho một gia đình hoặc một cái thành phố thì chúng ta gọi là sinh kế nha vậy thì sinh kế là chữ gì các bạn ha thì sinh kế các bạn có cái từ là like nè à, ly à, hút nha rồi bạn nào mặc cly hút thầy xin chúc mừng nha rồi à, bạn nào lie lie hút thầy xin chúc mừng thì một cái gì đó các bạn nè là một cái người cái người mà du lịch tới những nơi khác nhau cố gắng để thuyết phục người ta mua sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty thì chúng ta biết được đây chính là nhân viên bán hàng và ở đây bạn sẽ chọn cho thầy là cái từ là salesman nè bạn nào mà không có chữ s là sai đó nha rồi bạn nào không chữ s là sai đó thầy chúc mừng bảo định bạn nguyễn hằng ha à, và rất nhiều bạn nha và rất nhiều bạn luôn bạn ngọc và vân vân nha và và rất nhiều bạn thầy sẽ qua câu à, 669 các bạn thì một người cái người mà có công việc là để bán cá trong một cửa hàng là một người bán cá, chúng ta biết là người uh, bán cá nha. Rồi. Chúng ta biết là uh, cái người bán cá. Rồi. À rồi, chữ chữ này các bạn nha. Rồi chữ này là lively hút các bạn nha. Rồi thầy check lại spelling các bạn. Live, lively hood. Rồi đây. Đúng rồi nha. Rồi chính đúng rồi. À, thầy cảm ơn bạn nào bạn Victor Cao nha đúng rồi bạn Victor Cao nha thầy Miss Berlin rồi thì chỗ này bạn biết rằng đây chính là người đánh cá các bạn nha thì các bạn có cái từ là fish nè à, monger rồi bạn nào mà fish monger thầy xin chúc mừng nha rồi bạn nào fish monger thầy xin chúc mừng đây chính là người bán cá đúng rồi bạn bảo định nha rồi livelihood rồi rồi à, chúng ta có cái từ livelihood nha rồi bạn nào Chọn cái từ là Fishmonger Thầy xin chúc mừng Bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha Thì tôi có một cái ý niệm rằng Tôi sẽ không bao giờ uh, Trở lại Vẫn còn sống qua những cái đầm lầy Gì đó các bạn nè Rồi qua những cái đầm lầy uh, Gì đó Chúng ta sẽ qua uh, câu tiếp theo các bạn nha Thì trong câu này Các bạn sẽ sử dụng cho thầy là một cái tính từ Bởi vì theo nghĩa của bài Các bạn ý nói rằng một cái đầm lầy, à, gì đó mà trong câu này là không thể nào mà trở lại còn sống qua cái đầm lầy ở chữ đề chính là cái con côn trùng các bạn nha. thì ở đây các bạn sẽ sử dụng cho thầy một cái tính từ mang ý nghĩa là độc hại nha và bạn nào sử dụng cái chữ này thầy xin chúc mừng nha. rồi bạn nào sử dụng chữ này thầy xin chúc mừng. rồi đây chính là tính từ mang ý nghĩa là độc hại nha. rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha rồi chúc mừng ngọc và rất nhiều bạn nha bạn nguyễn hằng bạn uh, rất nhiều bạn luôn thầy sẽ qua câu số 671 bởi vì uh, cái khí hậu lạnh dần dần hầu như gì đó các bạn nè thì rất một vài mét á, rồi một mà vài mét của độ cao thì đạt được thì cái sự đa dạng của thực vật và thực vật được tiết lộ trong cái sự huy hoàng rực rỡ của nó rồi tóm lại rằng chỉ một vài mét lên một vài mét độ cao nữa thôi Thì cái sự đa dạng của thực vật và động vật Được nhìn thấy, được tiết lộ, được nhìn thấy Rất là huy hoàng Trong câu 671 các bạn Ở đây người ta cho các bạn cái từ almost Là cho các bạn một cái trạng từ Thì chỗ này các bạn cần cho thầy Là một cái tính từ các bạn nha Và các bạn có cái từ perception Ở đây chính là nhận thức các bạn nha Thì tính từ của chúng ta Mang ý nghĩa là không Hầu như không thể nhìn thấy ở đây bạn chọn thầy là im các bạn nè rồi imber uh, thơ oterply nha rồi bạn nào viết như thế này thầy xin chúc mừng nha rồi hầu như uh, không thể thấy được các bạn rồi do mây mù chỉ một vài mét nữa lên cao nữa thôi thì chúng ta sẽ uh, thấy được cái thực vật và động vật rất là đẹp luôn rồi chúc mừng Tom, chúc mừng ngọc chúc mừng bạn nguyễn hằng chúc mừng bạn uh, uh, bảo lâm và vân vân nha rồi bảo lâm và vân vân uh, phạm max và vân vân rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha như thầy nói các bạn là word form y như sổ số số các bạn nha y như số số vậy đó tóm lại bạn cần uh, làm nhiều để số số cho nó chính xác các bạn nha uh, chứ nhiều khi đoán cũng được rồi ví dụ chữ này hầu như không đoán được các bạn rồi hầu như bạn sẽ không đoán được cái chữ này đâu các bạn nha thì dù cho anh ta đọc chúng uh, liên tục liên tục anh ta không thể hiểu gì đó cái chính sách này rồi anh ta không thể hiểu được cái chính sách này thì ở đây các bạn cần cho thầy là một cái danh từ là chắc chắn rồi ở đây thì bạn nào mà điền uh, cái danh từ thầy uh, xin chúc mừng nha rồi thì bạn nào điền cái danh từ thì bạn sẽ có hai cách để mà viết cái chữ này nha một là bạn không biết cái danh từ nó thế nào đó thì bạn cứ thêm uh, ni cho thầy ôi may mắn đúng các bạn đây chính là sự rắc rối các bạn nha một số bạn sẽ sử dụng cái từ là entry nè k nè à, c nè es vào rồi những cái sự rắc rối của chính sách này nha rồi chúc mừng rất nhiều bạn luôn rất xuất sắc nha rồi khó mà đoán được cái chữ à, như thế này các bạn nha rồi tí nữa chúng ta còn gặp những cái chữ rất là kinh khủng luôn rồi à, từ từ thầy sẽ chỉ các bạn cách tải tài liệu nha các bạn chờ thầy chút xíu nha rồi à, à, tới câu 670 à, 680 thầy sẽ hướng dẫn các bạn thì gì đó các bạn là tìm thấy nguồn gốc của nó chúng nè rồi có được cái nguồn gốc uh, của chúng nè với cái máy đập các bạn nè rồi đây chính là cái máy đập nha và đây chính là cái khuôn khuôn rập nè uh, cái mà được sử dụng để mà làm cái siêu các bạn rồi siêu chính là cái tem á cái tem mà niêm phong rồi và tiền tệ trong thời gian cổ xưa thì ở đây bạn có cái từ typo là lỗi là lỗi in các bạn nha và chúng ta cần một cái từ mang ý nghĩa là kiểu in thì nó mới phù hợp trong câu này chứ lỗi in nó chả phù hợp và bạn nào sử dụng cho thầy là typography thầy xin chúc mừng nha rồi à, bạn nào mà typography thầy xin chúc mừng rồi chúc mừng bạn ngọc ha à, bạn nguyễn hằng bạn phượng thảo này bạn trần linh là bạn bảo lâm câu phía trước nha rồi chúng ta sẽ qua câu 674 các bạn thì chiếc xe của chúng ta đây chính là kiểu in các bạn nha là một cái danh từ thì chiếc xe của chúng ta vì đó 1.500 đô trong cái năm đầu tiên à, mà chúng ta sở hữu nó thì cái chữ này có nghĩa là đánh giá nè, là cảm kích nè, hoặc là à, tận hưởng được. Rồi, vẻ đẹp thiên nhiên gì đó vân vân. Ở trong đây thì chúng ta cần tới một cái từ nó mang ý nghĩa là mất giá các bạn nha. Rồi, mất giá. Thì bạn nào nghĩ tới từ mất giá thì cái gì đã mất 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 thì chúng ta nghĩ tới cái chữ này nha. Rồi đây chính là ờ uh, uh, đi các bạn nè ở uh, pre de, uh, pre ca tịch các bạn nha rồi bạn nào mà đi ở uh, pre đi uh, pre ca tịch nha thầy xin chúc mừng nha rồi đi ca tịch ở đây chính là mất giá các bạn nha rồi check lại các bạn rồi ca tịch nè xem mix lên có đúng hay không rồi chính xác đây chính là đi ca tịch các bạn nha rồi nhìn vậy chứ có viết sai một chữ là có chừng sai hết á thầy sẽ qua câu tiếp theo các bạn mất giá 1.500 đô À, từ cái năm mà chúng tôi sở hữu nó, rồi chúc mừng rất nhiều bạn. thì tôi nghĩ rằng cái à, cái phát biểu cuối cùng của tôi gì đó cái tình huống này khá là tốt, rồi khá là tốt, ít nhất là vậy. tôi không thể nào nghĩ ra một cái gì đó hay hơn các bạn nha. thì bạn có cái chữ này nè, bạn nằm xem phim hoạt hình á, à, bảy viên một rồng á, bạn thấy rằng có cái à, có cái phi có cái phi thuyền à, capsule của à, à, gì đó nè của nhân vật ở Burma các bạn. Thì ở trong đây thì các bạn sẽ cần cho thầy một cái động từ và chúng ta sẽ cần cái động từ là tóm gọn các bạn nha. Thì đây chính là cái câu của Olympic 30 tháng 4 nên nó hơi khó xíu các bạn nha. In cap nè, Rồi đây, bạn nào mà in cap thầy xin chúc mừng nha. Rồi, đây như tóm gọn nha. À, những câu này người ta đánh đối chúng ta các bạn đừng có lo lắng nếu các bạn làm sai các bạn nha. Không lo lắng lắm bởi vì những câu này là những câu trời ơi đất hỏi các bạn nha. À, chúc mừng Ngọc Tom, bạn uh, Huê Phong Lê nha, rồi bạn Nguyễn Hằng nè, bạn uh, Phạm Max nè, bạn Trần Linh câu trên nè, uh, bạn uh, uh, Bảo Lâm và Vũ Vân nha, rồi uh, và Vân Văn. thầy sẽ qua có tiếp theo các bạn, thầy sẽ qua tiếp theo. thì cái release có những có nghĩa rằng trong trường hợp này bạn có thể dịch rất nhiều thứ ha, ở album hoặc bộ phim ở đây thầy sẽ đoán là cái uh, cái album mới nhất bởi cái nhóm nhạc này có một cái gì đó lớn rồi có một cái gì đó đồ sộ của những bài hát, bạn nên nghe nó. Rồi một cái sự soạn rất là hay á, ý là vậy đó các bạn. Thì ở đây bạn có cái từ compile là động từ các bạn nha. Và ở đây thì các bạn cần cho thầy làm một cái danh từ và bạn nào sử dụng cái từ uh, compilation, thầy xin chúc mừng nha. Rồi come nè. Uh, rồi play compilation, thầy xin chúc mừng. Rồi bạn nào viết như thế này, thầy xin chúc mừng nha rồi chúc mừng ngọc bạn đức gia tuệ và v vân nha rồi sự soạn nhạc thầy sẽ qua câu tiếp theo hãy nhìn kìa, tôi biết rằng bạn mất cái ví nhưng không có ích chi trong cái việc mà bạn tiếp tục gì đó cái sự việc này thỉnh thoảng à, một ai đó đã lấy nó và chuyện chỉ có thế thôi đừng có lam sùm ý là vậy ha thì trong câu này các bạn chúng ta rất là dễ nhầm giữa cái từ là môn nè và cái từ bì môn các bạn nha rồi, rất dễ nhầm giữa cái từ môn và cái từ bì môn. Thì cái từ môn này các bạn nè, là bạn phàn nàn một cái chuyện gì đó ha. Còn cái chữ này nè, nó mang cái nghĩa là bạn bạn buồn, bạn rất là buồn và bạn cứ cằn nhằn cầu nhau các bạn nha. Rồi, thì trong trường hợp này bạn thấy rằng cái người này mất ký cái ví và người ta rên rỉ, người ta kêu la. Vì vậy bạn sử dụng cho thầy cái từ là bì môn nha và trong câu này bạn thêm in cho thầy bởi vì ở phía sau thì bạn thấy rằng đây chính là cái từ on các bạn nha hai chữ này đều động từ hết nên mà nó sử dụng uh, khác chút xíu bạn nha rồi một cái á chữ này nè uh, bạn sẽ thấy rằng người ta sẽ ghi cho các bạn trong từ điển người ta sẽ ghi cho các bạn á, là do đau đớn rồi đây là pen nè đó pen nè do đau đớn còn chữ này bạn sẽ thấy trong từ điển người ta sẽ ghi cho các bạn á, là sad nè là buồn đó uh, nó chỉ tương đối các bạn nha rồi chúng ta ra, chúng ta dễ hình dung thầy ghi thế này các bạn dễ hình dung hơn xong nha rồi chúc mừng bạn nào mà à, về viết thế này nha à, có cho bạn kim hằng nha à, thầy sẽ up lên youtube đầy đủ hết cho em nha kênh youtube của thầy hồi đó mỗi lần thầy like thầy up cho nó hết không có video nào thầy không up hết nha à, đồ sổ lắm em quá trời luôn em học mấy năm không hết tí thầy sẽ chỉ cho chị thầy chỉ em vào kênh youtube nha thì cái căn hồ gần cái nơi mà tôi sống là một trong những cái gì đó sâu nhất và gì đó nhất trên thế giới thì chúng ta đoán được rằng cái từ volume này chả phải âm thanh các bạn mà nó mang nghĩa là thể tích bạn học ở trong uh, uh, trong toán học đó các bạn rồi trong toán học trong lý học ha rồi v là thể tích nè thì ở đây bạn cần một cái tính từ có nghĩa rằng có dung tích nhiều nhất trên đời các bạn nha thì đây chính là volume nè uh, mi nè rus đó rồi bạn nào viết đúng thế này nha có à, coi biết sai đấy nha dễ biết sai đấy các bạn Dễ, rất là dễ biết sai có dung tích lớn nhất trên thế giới thầy sẽ qua câu tiếp theo nó thì đúng rằng uh, reflect nè uh, có nguồn gốc từ phương đông rồi Bạn thấy rằng cái từ reflect này á là bạn thấy rằng nó là phản uh, uh, reflect rồi bạn phản uh, chiếu ha nhưng mà bạn sẽ rất là khó nghĩ tới một cái danh từ nó đi như thế này Và nó phù hợp các bạn nha Cực kỳ khó luôn rồi có một chữ rất là vi diệu đúng bạn thì chữ đó chính có nghĩa rằng Đây chính là bấm huyệt các bạn nha Rồi bạn nào mà Reflex uh, nè Allogy Rồi đây chính là bấm Là sự bấm huyệt các bạn Rồi sự bấm uh, huyệt Rồi làm Thì có nguồn gốc từ uh, châu Á nha Rồi, Tuy nhiên thầy thấy rằng rất nhiều bạn đã uh, Xuất sắc cái chữ này các bạn nha Rồi bấm huyệt thì có nguồn gốc từ châu Á Còn bạn nào dùng reflection Thì nó sẽ không có hợp nghĩa nha Rồi Thầy sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha. Rồi, thầy sẽ qua câu tiếp theo là câu 680. Thì nếu như cái hình thức tham gia này được áp dụng thì người nông dân sẽ bị đuổi ra khỏi từ cái sự thất vọng. Rồi, tóm nghĩa là người nông dân sẽ cực kỳ uh, sẽ tránh khỏi cái sự thất vọng vì gì đó các bạn nha Rồi, uh, tránh khỏi cái sự thất vọng vì cái gì đó. Thì người ta cho các bạn cái từ là illusion, là minh họa các bạn ha. Và khi mà ta cho các bạn từ illusion á thì bạn hay sử dụng cái từ là vỡ mộng các bạn nha rồi như là destination c 1 c 2 bạn nào sử dụng cho thầy cái từ là vỡ mộng thì sẽ hợp nghĩa câu này các bạn nha rồi vỡ mộng hoặc là tan mộng hoặc là cái gì đó nha à, tóm lại bạn cần có danh từ mà thầy thấy nhiều bạn sử dụng tính từ lắm đó bạn thấy là off ha thì phía sau bạn sử dụng thầy một cái danh từ nha rồi xong thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách tải tài liệu này nha Như thầy nói rằng trên kênh của thầy là các bạn có thể tỏ sáng nha Tỏ sáng mọi lúc mọi nơi luôn B1, B2, C1, C2 Tuyển tập đề thi 100 đề thi chuyên các bạn Quốc gia uh, trại hè Hồng Vương thì có tài liệu cho các bạn Có đáp án cho các bạn mà thầy chưa có hướng dẫn nha Còn đề thi học sinh giỏi của Bộ Dục Đào Tạo từ năm 2006 đến 2021 cho các bạn làm luôn Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách tải nè Cách tải tài liệu dễ lắm Bạn bấm thầy là học với auto channel nè đây đó rồi bạn click cho thầy vào cái uh, cái pay của thầy nha bạn phải làm xuyên tìm các bạn nha ờ, uh, bạn cố gắng tìm nữa thầy bạn click vào cái bay này cái cover này nè còn bạn click bên đây nè bên đây báo bao nhiêu comment bạn show cho hết cho thầy nha rồi đó 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 bạn cố gắng show hết ra đây bạn tải tải tải, tải cho thầy nha rồi đó bạn show sâu hết bạn tải cho thầy cố gắng tải các bạn nha còn nếu bạn tải không được á, thì bạn chịu khó kéo xuống thầy rất là hay cập nhật cho các bạn ở dưới đây nè bạn chịu khó kéo xuống còn không được nữa bạn tham gia cái nhóm này ha có rất nhiều anh chị xịn sò nha À, có nhiều anh chị đậu tới ba bốn trường luôn á. đó bạn vào cái nhóm này ha, rồi các anh chị sẽ à, bạn đăng bài hỏi tài liệu hoặc là câu nào bạn không hiểu thì bạn cứ hỏi nè. ở trong đây thầy cũng struct ra xe tài liệu và chuyên anh học sinh giỏi các đề thi mà các anh chị xe thầy bỏ ở đây hết nè. Đó, đó đó đó. rồi cách tải tài liệu như vậy các bạn nha. còn bạn nào mà quan tâm kênh youtube á thì đây các bạn nè. rồi đó bạn vào kênh youtube của thầy sẽ có đầy đủ hết ở trong đây các bạn nha. rồi làm xin các bạn. đây bạn vào kênh của thầy nè à, vào cái playlist nè ở trong đây c 1 C2 có mọi thứ trên đời cho các bạn không phải mọi thứ trên đời mà có nhiều thứ các bạn sẽ làm tới cả năm cũng chưa hết luôn các bạn nha rồi đây nè à, các đề chuyên là một mớ lên đây nè đó 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 C1 và B1, B2, C1, C2 một đống trong đây nè xong rồi bây giờ chúng ta trở lại cái việc tiếp theo các bạn là chúng ta sẽ làm cái này nha rồi thầy chào bạn Vũ Phượng nha và thầy, chào tất cả các bạn nha rồi thầy chào tất cả các bạn nha năm trước thầy chỉ làm một năm đúng không các bạn thầy làm một năm mà thầy làm B1, B2 rồi 100 đề chuyên và rất nhiều chuyên đề xịn sò. Bởi vì lúc đó thầy chưa có con nhỏ các bạn. Năm nay thì nó lại khác, nó khác chút xíu. À, vào thầy làm. À, có lúc thầy ba like 4:30 các bạn học đá sẽ một xem à, B2 với thầy đúng không Thì tệ hơn. Nó nó đang gây ra những cái lỗi mà thiếu tự nhiên, tự nhiên cái mà làm cho nó trông như cái gì đó các bạn và in competent, rồi làm gì đó và in competent có nghĩa rằng không có à, năng lực các bạn nha rồi làm rất là nghiệp dư và không có năng lực thì bạn nào uh, viết biết được tính từ của chữ này thầy xin chúc mừng nha rồi eur này est này đó uh, bạn nào uh, dùng tính từ của từ amateur chính là amateurish các bạn nha rồi xong rồi thầy chào bạn uh, Nguyễn Đạt thầy chào tất cả các bạn nha rồi thầy chào tất cả các bạn rồi uh, chúng ta sẽ qua tiếp theo các bạn nha chúng ta sẽ qua câu tiếp theo thì uh, khói các bạn nè khói và lựu đạn, rồi chữ này là lựu đạn các bạn nha, khói và lựu đạn à, CS có thể được sử dụng để mà à, đẩy lùi những cái người đàn ông, rồi đẩy lùi những cái người đàn ông ở trong những cái à, hầm rượu, cống rảnh nè, rồi hầm rượu và cống rảnh vân vân. À, trong khi lựu đạn, khói trắng các bạn có thể được sử dụng để tạo ra một cái cơn khói như là một cái vũ khí gì đó. Rồi tóm lại, cái bài này là khói và lũ đạn này được sử dụng để đẩy lùi người ta trong những cái hầm à, hầm rượu. Rồi, ở trong khi những cái lựu đạn mà lưu hình trắng, khói lưu hình trắng có thể được sử dụng để đẩy, để tạo ra khói như là một cái vũ khí gì đó. Rồi, vũ khí gì đây các bạn? Thì chỗ này chắc chắn rằng chúng ta sẽ chọn một cái tính từ các bạn ha. Và vấn đề ở đây không phải là personal các bạn. Nếu personal thì không có gì để mà nói hết các bạn nha. Chữ này rất là vi diệu các bạn nha. Các bạn không làm được không sao hết các bạn. Rồi, mà biết thì các bạn càng tốt các bạn. Biết thì các bạn nào thích tiếng Anh thì sẽ cảm nhận được cái vẻ đẹp của tiếng Anh qua những cái câu này các bạn nha. À, chứ chữ không làm được thì không có sao. Rồi, thầy chúc mừng bạn nào sử dụng cái chữ này các bạn nha. Vũ khí sát thương các bạn nha. Rồi, làm không được chả sao. Thầy nói các bạn rồi, những cái câu này bất kỳ ai các bạn nha. Bất kỳ ai, thầy nghĩ là bất kỳ ai chưa làm qua, chưa biết qua, chưa tra từ điển qua thì sẽ không có đón được đâu. Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo. Câu 683 các bạn. Rồi, thầy chúc mừng rất nhiều bạn nha. Ngọc và một số bây bạn làm rất tốt nè. Thanh Vi và vân vân nha. Bạn Ado, Bolion á, vân vân. Rồi, thầy sẽ qua tiếp theo. Thì trong thành phố thủ đô tên là Santa Domingo, nhiều uh, cái việc mà xây dựng nhà cửa nè. Thì cái gì đó nè. Và chất lượng nguồn nước thì rất là tệ luôn thì chúng ta đang nói chất lượng nguồn nước rất là tệ thì chỗ này chúng ta đoán được là cái việc xây nhà thì kém tiêu chuẩn các bạn nha rồi kém tiêu chuẩn thì các bạn cần một cái tính từ các bạn nha rồi tính từ ở đây là gì ở đây bạn nào chọn cái thầy cái từ là substandard nè substandard rồi đây thầy xin chúc mừng nha rồi kém tiêu chuẩn các bạn nha rồi xong đúng rồi đúng rồi khó bạn khó bạn nguyễn đạt ha tóm lại những câu này các bạn làm cho cho nó biết cho nó vui cho yêu đời thêm là mình đi thi chuyên học sinh giỏi còn dễ các bạn nha chứ những cái câu quỷ sứ này nó rất là khó thì không có cái gì đó đáng kể các bạn giữa xã hội lịch sử ở à, xã hội nguyên thủy và xã hội hiện đại thì chỗ này chắc chắn là một danh từ bởi vì người ta cho các bạn là một là nô no, rồi cứ nô no là danh từ còn trước danh từ người ta dùng tính từ kệ người ta thì chỗ này các bạn sử dụng cho thầy một cái danh từ và danh từ hợp nghĩa ở đây chính là sự gián đoạn các bạn nha rồi bạn nào mà discontinuity nè new nè it thầy xin chúc mừng nha rồi à, thầy xin chúc mừng nha không có cái sự uh, gián đoạn đáng kể nào giữa xã hội nguyên thủy và xã hội hiện đại nha rồi rồi thầy cho chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha. Rồi bạn nào viết như thế này thầy xin chúc mừng nha. Rồi thầy bạn viết như thế này thầy xin chúc mừng. Rồi rất nhiều bạn xuất sắc luôn nha. Rồi thầy sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha. Thầy sẽ qua câu tiếp theo. À, câu số 685 các bạn. À, tóm lại rằng thầy nói các bạn rằng thầy cũng là học sinh giống như các bạn nha. À, ngày xưa thầy cũng học được 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 tiếng Anh chút chút thôi. À, cơ bản là do công việc các bạn. Do công việc. Rồi do cái sự đam mê và từ từ học lên các bạn. Chứ không có ai mà dám nói rằng mình giỏi tiếng Anh các bạn nha. Rồi, thật sự nói với các bạn là như vậy. Do công việc, suốt ngày thầy cứ ăn no, thầy cứ hướng dẫn các đề thi Olympic, các đề thi chuyên Anh. Rồi từ 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 tự nhiên rồi nhớ, 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 nhớ nó đến nỗi mà muốn quên nó cũng không quên được các bạn. Tối nó tối ngủ rồi còn, nhớ còn bị mơ màng bởi nó luôn các bạn. Do công việc các bạn, bạn làm nghề gì sao này bạn làm nghề gì tự nhiên bạn nhớ. Nhiều khi các bạn vẽ nhìn nó rất là phức tạp, phức tạp chứ bạn nhớ từng chi tiết trong đó luôn. Tại do công việc của mình các bạn, người ta phải biết rằng, à, dĩ nhiên lâu lâu sẽ quên tất cả họ đều có cái sự tham gia có cái sự liên quan rồi trong cái việc bảo tồn và cái gì đó lối sống thì ở đây chắc chắn là một cái danh từ và ở đây thì bạn sử dụng cho thầy là cái từ maintenance nha bạn nào mà maintenance thì cũng đúng luôn rồi ở đây thầy sẽ sử dụng cái từ là maintenance là duy trì cái lối sống cái cách sống nha rồi chúng ta sẽ qua tiếp theo chúc mừng rất nhiều bạn đã làm đúng câu này luôn nha rồi thầy sẽ qua câu theo đúng đúng rồi, lâu lâu gặp một cái một cái từ dễ nha. Rồi rất là mừng luôn. À, đây các bạn nha. Rồi tiếp chúng ta sẽ qua câu này. Thì cái sự phối màu này, cái sự phối màu này thì chỉ được chấp nhận là sơn trong gia đình. Rồi chứ không phải sơn dành cho xe hơi, à, không phải vẹt ni. Rồi không phải vẹt ni các bạn, cái mà đánh vẹt ni á. À, không phải là cái gì đó gỗ hoặc là những hóa chất khác thì chỗ này bạn sẽ cần một cái danh từ và nó mang ý nghĩa là chất bảo quản gỗ nha. Rồi, chữ này là chất bảo quản thì chữ này các bạn đã gặp ở đâu đó rồi. Thì đây chính là cái từ preserve for các bạn nha. Rồi bạn nào mà nè, à the nè. Rồi preservative và nhớ thêm s cho thầy nha. Bởi vì phía sau ta có thêm s và chữ này nó nó có thêm s. Ờ à, đây này, s các bạn nè, đó. Chỗ này thêm s cho thầy luôn. Preservative là chính là chất bảo quản gỗ nha. Rồi xong, chúc mừng nhiều bạn ha, Phạm Học và bạn Thanh Vi và vân vân nha. Rồi, à, Gia Hân, à, Tuấn Quang thêm S cho thầy vân vân. Thì anh ấy, rồi các bạn có cái từ là be supposed to các bạn nha. Rồi be supposed to á thì nó sẽ có hai nghĩa được sử dụng các bạn nha. Một á là à, được cho là có trách nhiệm, rồi hoặc nên là gì đó. Thì anh ấy được cho là gì đó của một cái quỷ ủy thác rồi, được để lại bởi mẹ của ta khi mà bà ấy chết vào năm 1983. Thì đây chính là người thừa hưởng người thừa kế các bạn nha. À, người thừa hưởng một cái gì đó ở đây. Thì sau này bạn đi làm ngân hàng, bạn học tiếng Anh thương mại thì bạn rất dễ biết chữ này luôn. Đây chính là banner nè. Rồi, banner các bạn nha. Rồi, phi à, c -a Rồi, bạn nào mà banner phi Ciary, thầy xin chúc mừng nha. Đây chính là cái người... Uh, thừa hưởng rồi xong các bạn nha đó bạn nào sau này học uh, thư, tiếng anh thương mại đó đặc biệt là bạn học LCLC suốt ngày mình gặp cái chữ này thầy đi làm thì suốt ngày thì gặp chữ này các bạn rồi soạn hợp đồng đặc biệt soạn hợp đồng các bạn à, buôn bán rồi mở thư tín dụng à, mở thư tín dụng lúc nào cũng chữ này các bạn không quên bao giờ được nó hết rồi cô ấy gì đó anh ta và đề nghị giúp đỡ sau khi đọc về cái vụ cái vụ tai cái vụ án vào năm 1995 trong tin tức thì trong câu này cứ thấy chữ friend thì thông thường thì các bạn không có dùng friendship, uh, friendship, friendly hoặc là friendliness thì các bạn nha. Chúng ta đang làm những đề thi học sinh giỏi uh, Olympic vì vậy rằng những cái chữ đó không bao giờ người ta ra các bạn. Thì bạn nào mà sử dụng chữ này thầy xin chúc mừng nha. Thì tóm lại cái chữ này chính là kết bạn và và giúp đỡ các bạn nha. Rồi hỗ trợ nhau. Bạn nào chữ này thầy xin chúc mừng nha. Rồi Trần Thu Hiền, Trần Linh Nguyễn Khánh Phạm học và vân vân nha. Rồi Thanh Vi, rất nhiều bạn À, xuất sắc luôn thầy sẽ qua câu tiếp theo rồi Tom và vân vân thì vào cái thời gian đó Katrin là một cái sinh viên chưa tốt nghiệp các bạn học gì đó và cái sự xác xử tội phạm như là một cái bằng cấp xa kho học xã hội à, rộng hơn rồi rộng hơn có nghĩa là học học cao hơn thì tóm lại rằng cái vị trí này bạn cần điền là một cái môn học các bạn và môn học của chúng ta chính là môn tội phạm học bạn nào biết được cái từ tội phạm học, môn tội phạm học. Thầy xin chúc mừng nha. Rồi chúng ta có cái từ là criminology. À uh, no logy. Rồi, à uh, word form, nhiều bạn than khó là thầy biết, chắc chắn là sẽ khó không có dễ đâu. Mà các bạn hãy cố gắng là làm hết cho thầy cỡ 2.000 cái nha. Rồi ví dụ như là trong cái đề thi chuyên thầy có một 100 đề thi chuyên có nghĩa là 1000 word form, đây 1000 000 form là 2000 000 work form. 2000 word form mỗi từ nó có gia đình là 5 từ thì bạn sẽ thấy rằng À, 2.000 nhân năm là thành 10.000. Bạn học thuộc 10.000 cuộn form đi. Thầy nói đảm bảo bạn rằng bạn đi thi chuyên anh học sinh giỏi. 10 chữ bạn sẽ dính ít 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 nhất là 8 chữ, 7 chữ, 8 chữ. Rồi chúc mừng Ngọc và rất nhiều bạn nha. Rồi Ngọc và rất nhiều bạn luôn. Bạn Tom, bạn Thanh Mai, bạn Phạm Max nha, bạn Thanh Viên vân vân nha. Thầy sẽ qua phần tiếp theo. Như thầy nói, cuộn form là số số đó học nhiều vô thì nó thì dễ nhớ. Anh ấy ném cái giỏ của mình gì đó trên cái sân. Rồi anh ấy ném cái giỏ của mình gì đó trên cái sân chắc chắn là một cái trạng từ các bạn nha rồi chắc chắn là một cái trạng từ và bạn nào biết được cái trạng từ này thì thầy xin chúc mừng nha đây chính là bất lịch sử bạn nha rồi đây chính là bất lịch sử nè ni o u s l đây rồi đây chính là imply các bạn rồi implyly á là bất lịch sử nha rồi trên cái sàn đó học đi rồi à uh, sổ số, số rồi chúc mừng phạm học và vân vân nha rồi À, Ngọc vân vân xuất sắc nha thì vì cái sự thâm nhập trong cái thị trường giày dép của những cái đôi giày phong cách hiện đại nhiều trong chúng ta đã phôn lần đã giảm rồi đã giảm cái hình ở uh, cái hình cung mà ở cái bàn chân của chúng ta đó các bạn rồi uh, đã giảm được cái hình cung ở cái bàn chân của chúng ta hoặc là những cái ngón chân chúng ta mà nó bị biến dạng, bị méo mó. Có nghĩa rằng cái giày bây giờ nó có thể điều chỉnh theo bàn chân chúng ta, nó không làm chúng ta bị tê cứng thì chỗ này bạn nào mà sử dụng cái tính từ mang ý nghĩa là méo mó thầy xin chúc mừng nha rồi chúng ta có cái từ mix các bạn nè rồi đây chính là mix à, uh, shape à, uh, pun nha rồi đây chính là ht đó các bạn những cái đôi những cái ngón chân bị biến dạng bị méo mó bạn thấy rằng nó cực kỳ khó ha rồi không đoán luôn thì hàng triệu người như là gì đó và chủ của cái property các bạn chủ cái property có nghĩa là chủ của cái Bất động sản phụ thuộc vào cái ngành công nghiệp cho cái kế sinh nhai. Rồi, kế sinh nhai. Rồi, đây. Thì câu 692 ở đây chắc chắn là người. Vậy thì người, à, chủ khách sạn là chữ gì? Thì các bạn có cái từ là hotel keeper các bạn nha. Rồi, bạn có cái từ hotel keeper là chủ khách sạn nha. Một số bạn không dùng chữ này, bạn có thể sử dụng cái từ là hotel li à, nha và nhớ thêm s cho thầy nha bởi vì cho nó song song các bạn ở à, phía sau có s thì phía này bạn cũng có s luôn nha rồi ngọc và bạn thanh mai bạn thanh vi bạn julian fan bạn phạm max và vân vân nha rồi bạn vân to vân vân nha ở à, xuất sắc nha thanh vi nè bạn ader Olivion nè vân vân nha thầy sẽ qua câu tiếp theo thì theo như những cuộc nghiên cứu gần đây phương pháp cái mà các cặp vợ chồng sử dụng để mà xử lý cái sự khác biệt của họ thì rất là quan trọng cho cái sự thành công của kết quả rồi thì ở đây người ta cho các bạn cái từ là ao rồi ao các bạn thì chữ ao này nó kết hợp với rất nhiều chữ cũng được còn trong đây bạn sử dụng thầy cái từ là ao không các bạn nha rồi thành công của cái việc mà uh, xử lý kết quả cuối cùng rồi tóm lại rằng cặp vợ chồng xử lý cái sự khác biệt các bạn nha rồi tóm lại rằng a nói chồng nói a nói chồng nói a vợ nói b và cuối cùng bạn họ biết được cái chuyện này thì rất là quan trọng cho cái việc xử lý rồi cho cái kết quả sau cùng thầy sẽ qua câu tiếp theo các bạn câu số 694 thì cái cặp vợ chồng này nên thảo luận những cái vấn đề này trong chi tiết các bạn rồi take care rồi hãy cẩn thận đừng có rack up rồi chúng ta có rack up nó mang ý nghĩa là đào lên bới lên các bạn đào lên bới lên các bạn hay nghe ta nói là bới rác lên bằng ngửi á tóm lại đang vui vẻ tự nhiên nhắc chuyện đã qua mà gây bực bội các bạn rồi chính là rack up các bạn nha và bạn có cái từ grief ở đây thì nó là một cái động từ các bạn nha ở đây thì các bạn sử dụng cho thầy là một cái danh từ và nó mang ý nghĩa là sự bực bội và chữ này bạn đã thấy ở trong death c1 c2 nha rồi bạn nào mà dùng cái từ là grief nè grievance sis thầy xin chúc mừng nha chữ này đếm được nên các bạn thêm s vào thầy nha rồi với những cái chuyện đã qua rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo. Thì cái quyển sách của anh ta được đánh giá vì cái sự miêu tả chi tiết về những cái đặc điểm tính cách gì đó của Thảo Mộc. Thì chỗ này các bạn sẽ chọn cái thầy là một cái tính từ chắc chắn luôn. Rồi, bạn nào biết được cái chữ tính từ này là đúng các bạn nha. Những cái đặc điểm về liệu pháp, à, phép liệu pháp chữa bệnh. Rồi thì bạn nào viết được cái chữ này thầy xin chúc mừng nha. Rồi chúng ta có cái từ là terra nè, à pa nè. Rồi, đây chính là à, những cái tính cách mang à, có thể chữ các những cái đặc điểm tính cách ha. Rồi về phép chữa bệnh của thảo mộc, thảo dược. Xong, à, chúng ta sẽ qua câu 696 các bạn. Thì nó rất là gì đó để mà mang những cái priceless. Thì bạn biết rằng cái priceless là những cái vòng đeo tay các bạn nha. Là những cái vòng đeo tay thì bạn có từ trailers uh, try ở đây có nghĩa rằng có một số tổ chức các bạn họ bán những cái trailers để mà khuyên góp tiền các bạn nha rồi khuyên góp tiền thì bởi vì bán để khuyên góp tiền nên những là cái trailers này nó không có giá trị vì nhiều các bạn à, nó chỉ mang tính chất là bán ủng hộ thôi và ở đây nó là một cái cái thời trang các bạn nha rồi trendy bạn nào mà trendy thầy xin chúc mừng nha rồi, thầy sẽ qua câu tiếp theo. Chúc mừng Ngọc, bạn Phạm Max. Rồi, bạn Phạm Max và nhiều bạn nha. Bạn Diệu Hiền, bạn Thanh Vi, bạn Victor Cao, bạn Nguyễn Hằng và rất nhiều bạn đã lập nhanh phía trước nha. À, đạt và vân vân. Rồi, câu 6, 697 các bạn. Đây chính là một cái câu đánh đố các bạn nha. Rồi, đánh đố các bạn. Khó mà suy nghĩ ra được cái câu này các bạn nha. Cực kỳ, cực kỳ mà khó suy nghĩ các bạn. Thì cái sự vận hành, cái ca phẫu thuật ở đây thì các bạn dịch cho thầy là cái sự vận hành. À, À, đã được thành lập đã được sử dụng bởi cái quân đội Nga để chỉ ra cái gì sẽ làm cái hình thức ngự trị chiến tranh trong thập kỷ tới thì đây chính là cái sự vận hành à, gì đó các bạn rồi gì đó chắc chắn là một danh từ mà người ta đánh đố chúng ta không các bạn à, được sử dụng ha được tổ chức bởi quân đội Nga chỉ ra cái chuyện đó thì ở đây các bạn một chữ cực kỳ là đánh đố và các bạn sẽ sử dụng cho thầy là cái từ là cao tờ các bạn nè là chống nè và chúng ta có cái từ là in nè sơ trình si nha rồi đây chính là chống du kích các bạn đó bạn thấy không bởi vì phía sau nó có cái quân đội nga đó rồi cái việc mà vận hành chống du kích đã được tổ chức bởi quân đội nga để cho thấy là cái hình thức nào ngự trị chiến tranh uh, trong cái thời gian tới đó bạn thấy không bởi vì ở đây có quân đội nè chúng ta chả sử dụng được là sơ trần sơ gì đây đâu các bạn rồi không sao các bạn nha chữ này không sao chữ này rất vi diệu luôn rồi chúc mừng bạn à chúc mừng bạn Ngọc nha rồi thầy sẽ qua có thể các bạn thì sau khi được chất vấn bởi những nhà phê bình giờ đây cái gì đó của cô ấy là một cái lập luận gì đó vì nó không được thể hiện một cách mạnh mẽ như lúc ban đầu thì trong câu này chúng ta đoán được rằng sau khi bị chấp vấn bị hỏi bởi những bởi giới phơi bình thì giờ đây cái tác phẩm hay cái gì đó của cô ta mà chúng ta không cần biết các bạn là một cái lập luận xuống nước nhất mức có thể các bạn nha Bởi vì nó không có được mà thể hiện một cách mạnh mẽ như ban đầu thì chỗ này cũng một từ đánh đố luôn các bạn là xuống nước rồi đây chính là water nè. À, bạn nào mà à, water và bạn thêm ED. rồi đây chính là down các bạn. Có nghĩa rằng xuống nước, à, mình lúc đầu mình ra giá cao và cuối cùng là mình phải xuống nước. Rồi, rồi, tóm lại rằng tóm lại rằng quá đánh đố luôn. Đây, chữ này cũng là đánh đố luôn các bạn nha. Chữ này chính là à, norm chính là những cái định tiêu chuẩn hình thức những cái định kiến và vân vân. Anh ấy thì trong một cái vị trí gì đó các bạn, à, từ khi mà maxibac À, bởi vì maximus thì không thuê một cái người đàn ông như là một cái để làm nghề tiếp tân trước đó dù cho chuyện này không có ảnh hưởng gì tới không có làm hại tới cái việc quản lý của anh ta thì câu này nó mang ý nghĩa là anh ấy thì trong một cái tình trạng bất bình thường và bạn phải sử dụng cho thầy là một cái tính từ nha và bạn nào viết cho thầy được cái chữ này là xuất sắc nha Ôi, chữ chữ này nó kinh khủng đó các bạn nha rồi nãy giờ thầy nói các bạn rồi đó. Rồi chúc mừng bạn nào mà on nó mơ nha. Rồi Nguyễn Hằng và vân vân nha. ví diệu các bạn. Nếu bạn đối nếu mà bạn đối xử không tốt với đồng nghiệp của bạn thì bạn sắp sửa để mà có cái gì đó nè. Rồi sếp của bạn sẽ không chấp nhận cái hành vi đó. Thì chúng ta đoán được rằng bạn sẽ bị khiển trách. Người ta cho các bạn cái từ come chắc chắn rằng chúng ta sẽ không có dùng cái từ là newcomer, short shortcomings. Rồi, À, người mới tới hoặc là những khiếm khuyết à, Bởi vì ở đây nó chả phù hợp các bạn Rồi, ở đây các bạn chọn cho thầy Một cái chữ mang ý nghĩa là Mắng mỏ, quở trách các bạn nha Rồi, bạn nào mà come nè uh, Up puns thầy xin chúc mừng nha Rồi, bạn nào mà uh, Dùng chữ này, thầy xin chúc mừng nha Rồi, thầy xin chúc mừng Đó, cực kỳ khó luôn các bạn Rồi, chúc mừng một số bạn đã dùng chữ này đúng nha Chúng ta sẽ qua câu 701 Các bạn nha, rồi 701 Thì mọi người đều biết rằng dầu và nước thì cái gì đó các bạn à, ví dụ bỏ dầu ô liu vào trong nước thì dẫn tới là hai cái lớp tách biệt nhau chúng ta đoán được là không thể nào trộn vào biết thì biết như vậy nhưng cái việc mà chúng ta biết được cái chữ đó là một cái chuyện khác các bạn nha rồi không thể trộn vào được bạn cần cho thầy một cái tính từ và tính từ của chúng ta chính là chữ này các bạn nha rồi không thể nào trộn vào được bạn thấy rất là vi diệu nha rồi thầy chúc mừng rất nhiều bạn nha rồi, chúc mừng rất các bạn nè, bạn Nguyễn Hằng, bạn Nguyễn Hằng nè, bạn Tom nè, bạn Phạm Học nè, vân 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 nha. Rồi, bạn Vũ Ngọc vân vân. Thầy sẽ qua câu số 702. Thì ban giám đốc à, giám đốc điều hành hoặc là ban giám đốc điều hành các bạn, bởi vì đây có S nè, hứa với các cổ đông là một cái việc mà điều hành ở đây và phong bằng sẽ là việc điều hành công ty đấy các bạn trong cái quý 2 bất kể những cái tình huống về tài chính à, kinh khủng khốc liệt khó khăn nha rồi chữ này mang ý nghĩa là vậy các bạn à, thảm khốc vân vân thì chữ này thì các bạn sẽ đoán được rồi đây chính là break nè à, bạn có cái từ là break even á bạn gộp hai chữ cho thầy thành một chữ các bạn nha nó mang ý nghĩa là à, điểm hòa vốn giám đốc hứa hẹn cổ đông là sẽ có một cái điểm hòa vốn trong cái quý thứ hai bất kể những tình huống tài chính thảm khốc như thế nào rồi bạn nào break even thầy xin chúc mừng nha rồi thầy sẽ qua câu tiếp theo các bạn thì không có sự so sánh giữa hai ban nhạc này họ thì rõ ràng là có những cái uh, có những cái nội điểm nổi bật mà không thể nào mà uh, so sánh được các bạn rồi không thể nào so sánh được các bạn nha rồi không thể nào mà so sánh hai thứ khác quá khác biệt thì không thể nào mà so sánh ý lực rồi vậy các bạn nha thì trong câu này các bạn sử dụng cho thầy tính từ không thể nào so sánh được là chữ này nha rồi đây. Bạn nào viết chữ này thầy xin chúc mừng. Rồi chúc mừng bạn Tom và rất nhiều bạn nha. Rồi, à, bạn à, bạn Nguyễn Hằng và vân nha. Rồi bạn Victor Cao vân vân. Rồi đây chính là không thể nào so sánh được. Chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn là câu 704. Đây cũng là cái câu cực kỳ là vi diệu luôn các bạn. Rồi, cực kỳ vi diệu luôn. Thì để à, tương phản và liên quan giữa hai cái hình thức nghệ thuật của Picasso bạn nên có những cái à, bức vẽ của ông ta gì đó với những cái tác phẩm sau đó trong triển lãm. Thì từ post này nó mang ý nghĩa là bạn tạo dáng đứng, bạn chụp hình. Ở uh, post là gây ra nguy hiểm gì đó các bạn. Rồi, uh, đó, post là vậy. Ở đây thì cái nghĩa đó nó không phù hợp. Và có một cái chữ rất là vi diệu bạn nha. Và người ta dùng cái chữ này nè. Rồi và người ta dùng cái chữ này các bạn nha Rồi đây Thì chữ này nó mang ý nghĩa là đặt cạnh nhau Rồi đặt cạnh nhau Rồi thầy sẽ dịch lại các bạn nha Rồi đây quá vi diệu các bạn Để mà tương phản hoặc là là liên quan Tương quan giữa hai phong cách nghệ thuật của Picasso Bạn nên có cái bản vẽ của ông ấy được đặt cạnh nhau Rồi đây chính là Have Something Cộng V3 các bạn nha Rồi Have Something Cộng V3 nha Với những tác phẩm mới ở trong trĩnh lãm rồi xong các bạn nha rồi tuy nhiên rất nhiều bạn đúng luôn cực kỳ nhiều bạn đúng luôn bạn nguyễn hằng bạn ad olivion bạn thanh vi và vân vân nha rồi câu bảy trăm các bạn khi tôi còn trẻ tôi nghĩ rằng triết lý của ba mẹ của tôi về việc nuôi một đứa con là ô mô địch các bạn rồi ô địch đây chính là à, lỗi thời à, cái mà thì thì cổ lỗ sĩ rồi chúng ta đó là như vậy vậy thì chúng ta sẽ chọn cái chữ gì mà mang ý nghĩa là cực kỳ là lỗi thời nó tương tự như cái từ là nó hơn cả cái từ là ao nha thì bạn có cái từ là ché liu nó mang nghĩa là một cái trận mưa lớn các bạn nha rồi chữ này rất là vi diệu luôn rồi chữ này rất là vi diệu đúng không bạn rồi đây rồi rồi đây chính có nghĩa rằng à, không hợp thời nha rồi không hợp à, thời rồi tổng lại là rất là Lạc hậu cổ lộ sĩ các bạn nha. Rồi rất là vi diệu các bạn nha, cực kỳ vi diệu luôn. đó các bạn. Thì bạn có lẽ không nhớ tất cả các sự việc nhưng bạn nên nhớ những cái sự kiện gì đó chấm dứt một ngàn năm chế độ phong kiến. Thì bạn có lẽ không nhớ tất cả các sự việc nhưng bạn nên nhớ những sự kiện gì đó mà đặt cột mốc chấm dứt một ngàn năm chế độ phong kiến thì chúng ta hiểu rằng bạn nên nhớ những cái sự kiện đánh dấu những cái sự kiện nổi bật vậy thì sự kiện nổi bật là cái gì rồi ở đây bạn sẽ có hai chữ các bạn có thể sai được nha rồi một là cái chữ này hai là bạn có thể sử dụng cái chữ này nha rồi making rồi quá vi diệu luôn quá vi diệu luôn rồi quá vi diệu luôn các bạn nha rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn sự kiện cột mốc đánh dấu một ngày năm phong kiến rồi chấm dứt phong kiến các bạn thì nghiên cứu chỉ ra rằng một cái người nói được phán xác là có kiến thức nhiều uh, có kiến thức hơn khi mà họ trả lời một cách nhanh chóng thì phản hồi với uh, nhờ, rồi phản hồi với những cái người mà làm cái phát biểu nè gì đó nè uh, như là ừm uh, um, có thể uh, phá hủy đi cái hình ảnh tích cực này chuyên nghiệp này thì chỗ này chắc chắn rằng bạn sẽ cần một cái tính từ. Và chúng ta dùng cái từ, một cái tính từ chính là à, miss nè, à, fluent các bạn nha. Rồi, fluent, đây chính là thiếu lưu loát các bạn nha. Rồi, những cái người mà à, phát biểu mà thiếu lưu loát với những cái từ ờ à, ẩm sẽ làm thiệt hại đi cái hình ảnh tích cực. Rồi, xong các bạn nha. Chúng ta sẽ qua câu 708 các bạn nha. À, 708 các bạn thì cái sự biểu diễn của diễn viên này rất là kinh khủng các bạn nha rồi à, chắc chắn rằng cái từ các bạn cần điền là tính từ đó đây trạng từ nha rồi à, chắc chắn rằng cái cái mà bạn cần điền sẽ là à, tính từ rồi sẽ tính từ các bạn thì cái à, những cái trò hề à, mà la hát lên rồi sẽ phù hợp hơn cho một cái vai phụ trong bộ phim hoặc hình các bạn nha rồi hình thì tóm lại ở đây sẽ là một cái à, tính từ gì ở đây bạn chọn cái thầy cái từ là off kỳ các bạn nha rồi nó mang ý nghĩa là lạc điệu các bạn nha rồi đây chính là lạc à, điệu các bạn nha rồi thì cái biểu cái cuộc biểu diễn buổi biểu diễn của diễn viên này thì cực kỳ là lạc điệu rồi cực kỳ là lạc điệu những trò hề mà la hát lên của anh ta sẽ thích hợp hơn đối với một cái vai hoặc hình phụ rồi xong các bạn nha rồi chúc mừng bạn gia Hân, bạn tom, bạn julia fan, bạn phạm max, bạn phạm học, bạn vũ ngọc, bạn thanh vi nha ở đúng rồi nhà triết học nha đúng rồi nhà triết học ơi à, cơ bản rằng đây chính là triết học và triết học là tồn tại là gì rồi tự nhiên là gì đó nó kinh khủng như vậy đó em đó hỏi tự nhiên là gì bó tay thì không có những cái kỷ luật uh, những cái uh, record các bạn là những cái bản ghi chép mang tính chất lịch sử của cái nhân vật này và không có một cái tiểu sử đáng tin cậy của cái người đàn ông tồn tại một vài cái người đàn ông này tồn tại rồi dựa vào một vài sự gợi ý gì đó bạn nha trong những cái quyển sách mà ông ta viết rồi đây cũng là cực kỳ cực kỳ là là vi diệu các bạn nha Rồi cực kỳ là vi diệu luôn Thì tóm lại chữ này bạn chọn thầy Cái từ mang ý nghĩa là Sao ra nè à, ran, so. Rồi đây chính là tự tham chiếu các bạn Tự tham chiếu có nghĩa là tự suy nghĩ ra Các cục mốc Rồi chứ nó không có thật các bạn nha bởi vì không có cái sự ghi chép mang tính chất lịch sử của nhân vật này và không có cái tiểu sử nào của cái người đàn ông nào tồn tại ngoài những cái À, cái hints là những cái gợi ý mà tự tham chiếu của người ta được khắc sâu trong những cái tác phẩm mà ông ta viết rồi quá vi diệu luôn rồi quá vi diệu luôn các bạn ơi quá vi diệu luôn rồi à, cảm ơn bạn phạm học nha rồi thầy cảm ơn phạm học à, tóm lại rằng thầy à, cũng mong chuyện đó nhưng mà thầy cũng à, tóm lại bao nhiêu bạn thầy cũng like like vì đam mê các bạn thì anh ấy gì đó bởi cái sự thừa hưởng thừa kế của một cái sự luật sư rất là lơ định các bạn nè rồi rất là lơ định luôn thì tóm lại rằng anh ta bị à, tước đoạt cái sự thừa kế bởi những cái luật sư rất rất là lơ định các bạn nha thì bạn nào chọn cho thầy cái từ là à, spoil thầy xin chúc mừng nha rồi đây quá vi diệu luôn các bạn rồi bị bị tước đoạt rồi bị nè à, tước đoạt rồi quá vi diệu luôn rồi xong chúng ta sẽ dừng tại cái câu này các bạn nha rồi chúng ta sẽ dừng câu này à, chúc mừng bạn ngọc và rất nhiều bạn à, xuất sắc nha rồi à, chúc mừng rất nhiều bạn ha đã làm đúng nha rồi bây giờ thầy sẽ qua ra hướng dẫn cho các bạn một ngàn câu này nha rồi chúng ta sẽ dừng lại cái phần này ở đây